Okay, hôm nay có mang mấy cái cây biển đi. Okay, nuôi cây thì tốt lắm, nuôi cây rất tốt, nhất là có không gian tốt, hay là chịu khó chăm á, có chăm á, chịu khó thúc cây kia. Cà phê nào? Đấy, cây này bây giờ cây này vẫn đóng, đang đóng bao vai đây, đang đóng bao vai đây. Cái này có quay mấy lần đấy. Cái này đóng vào khá kéo, kéo như mình quá chụp hoành cái này, quá chụp hoành này. Đang đuổi các bác, với lại các ông ấy ngồi uống nước trong kia thì cây cối vẫn trên xe sẵn sàng để chạy thôi, nhưng mà nó cây khá là hay, chất cây nó khác với cái chất cây ở chợ, đại chúng ở chợ. Và các bác nhìn cái chất cây nó sáng, à, nó có nét. Tất nhiên là đẹp đẽ quá thì nó không xuất hiện ở đây, có hiểu. Nhưng mà để mà nói so với cái chất lượng chung ở chợ thì nhìn cái nước cây này là sáng sủa hơn. Giá cả thế nào thì tùy. Đấy, người ta nuôi cây và làm cây thì mỗi người một phong cách nuôi, nhưng mà nhìn cây là sáng sủa là thấy đấy. Cái bồ đề mặt sau nó đây, giờ đang là khúc rồi, không nhìn được. Cục này này, mấy triệu bạc không biết đâu. Điền này này, dễ là phun là kiếp. Đợt sang anh nhờ 2 cây à? Vâng. Rồi anh nhờ cây không anh? Khá khá. Cái đa gì? Cái đa em lâu đóng buồn. Như rau muống, như rau muống sau mưa. Bồ đề. Đây là cây của vời. Nhìn chất cây và cái vết đục là biết cây của vời. Đấy, cây này nuôi sau rất biến. Gần vời. Nước cây khá sáng, chất liệu, chất điền khá là đẹp. Hai cây. Nhìn các bác nhìn thấy tưởng tượng bây giờ có thể là nó còn đang hơi vô sơ, nhưng mà với cái tương lai của nó thì nó sẽ rất là biến, rất là tốt. Cái này nuôi được, cái này nuôi tốt. Bởi vì sao cũng đẹp các bác, không phải chờ đợi mông lung như mấy cái đồ kia đâu. Vai ghế nó rõ ràng rồi, bây giờ chỉ nuôi nó biến và nó lành sẹo thôi. Đó. Nó làm biến thì nó cái việc liền sẹo nó là khả thi. Quái. Cái này mà lên co nó kéo ngang đây, là bên này nó kéo sang bên vào một phần đây nữa, bên này kéo vào một phần đây nữa, thế là gần như là kín cái xẹo. Vời, mình vời, hai anh em ấy tự ăn cạnh. Vời vậy, đây là mục tiêu. Người thì không biết ở đâu. Ê anh em. Mua được cây nào á? Thỉnh thoảng nhặt cây. Nhưng mà hay. Về anh ngay. Mình có ăn cảnh. Không, em có máy lính. Ôi dưới chơi mạnh. Có phi loạn. Ôi trong nhà hoa. Phi loạn em ăn phi. Nhưng mà đắt. Đắt. Không mua được. Anh nhà đoàn được. Rồi. Toàn chơi cả lan biết. Quay nhá, đâu được. Đây này. Đây cây bánh kiện. Chán rồi, chạy đi hết rồi. Anh em thích cái này tôi đổi số đi nhá. Cái này nó có ghi số luôn. Bánh kiện. Mỗi khi cứ đọc trực tiếp ở trên điện thoại các bác thì tôi quay cái này thôi. Tôi cứ lưu đâu. Bây giờ muốn các bác nào muốn hỏi lại thì một là lưu ý các bác là xem video nhớ bật cái tiếng lên nhá. Nhiều cái thông tin ở trong đấy. Không có video này video kia, đại loại là như vậy. Còn tôi cũng quay trực tiếp này, tôi có lưu điện thoại rồi mà không cứ hỏi
Mình nhớ mình cứ gọi số của mình, cứ bảo là của chủ cây. Những nào cây của tôi làm, tôi quay ở nhà thì liên hệ tôi được. Nhiều khi tôi có báo là đang đi quay ở đâu rồi mà cứ hỏi số, cứ gọi tôi là chủ cây, nhiều khi nó không nhớ được. Anh à? Xin chào, tên là Ca. Chợ bán hoa anh ạ. Đây là sân quê của anh Kiện. Sân quê đúng không? Sân quê. Quay ủng hộ anh em, có cây gì quay cây đấy các bạn. Đẹp xấu thì vô cùng tùy duyên. Đấy, cây của anh Kiện. Chỗ này thích, chỗ này là nhãn nhụi, ăn dấu thời gian, chỗ kia thì bị cháy. Đây xem nào. Cây sữa. Cây hoa sữa đó. Nghiến nghiếc bán hết rồi bác. Bác ơi, hôm trước có 2 cây bông nghiến, mỗi phiên 1 cây chắc là bán hết rồi. Tất nhiên là cái cây cũng lâu rồi, cũng 3 phiên rồi. 2 phiên gần đây và 3 phiên gần đây không đi. Thì vẫn... Kinh là lên xe. Mua cây hoa sữa. Gặp người có tiền rồi. Yêu cây rồi. Nghiến nghiếc là giao lưu hết rồi bác. Hết rồi. Có 2 cây rồi. Cái đồ là bay nhanh. Hôm mới đây. Vừa bán cây sữa kia cho ông lại bán rồi. À thế. Thế từ giá cuối là bao nhiêu? Hình như là 2,5 triệu sao. Hình như là như thế. Ông làm hơn cũ đấy. Bố cố đi mẹc à? RLC sao? Cốp dập. Lâu lắm mới lại được nhau nghỉ ngay mang ít thế bác. Đây đầy xe đây này. Bày hết ra lượt rồi lại cho. Ngày kép về bao nhiêu tiền đây? 1,5 triệu. 1,5 triệu. Sung này thì bao nhiêu? Sung đấy 1,8 triệu. 1,8 triệu. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Đấy, đồ chăn nuôi kìa. Khôi có, xóa khôi si đấy. Đâu, khôi si đâu? À đây ấy. Đấy, lại nhà kép tiếp đấy. Cái nhà kép này thì bao nhiêu? Còn đây 5 triệu. Gần bằng cổ tay rồi. Lúc này to hơn. Si thì đẹp lắm. À, đấy, cái này thì bao nhiêu? Cái này 8,5 triệu. 8,5 triệu, đấy. Nghe chưa? Si đấy. Ôm trong kia có một con si nữa. Ở đây có si giả lắm. Đấy, trèo hẳn bên này nó dễ. Trèo này luôn. Cây này ôm thùng quá, khó xem. Xem cây này. Đấy, cây này thì bao nhiêu tiền đây? Con đấy 6 triệu. 6 triệu. Đây còn cục này thôi. Anh con này 5,5 triệu. Con kia 6 triệu. 6 triệu. Đấy. Còn con này đẹp này. Ở đây còn con cục cổ này thì bao nhiêu? Cổ đấy 15 triệu. 15 triệu. Đấy, sơ bộ đi. Ở đây còn con này nữa. Đấy, đẳng cấp rồi. Con này thì đẹp bao nhiêu? Lắm. Con này thì bao nhiêu? Đấy 18 triệu. 18 triệu. Đấy. Để
lùa vào đằng dưới xem. Đấy, chỉ nhìn được cái đoạn này. Bếp bát. Bếp bát. Cây hoàn thiện hả? Cây kia bể tuệ chan cả chậu. Lắm anh nhỉ? Chan cây hoàn thiện đấy. Chan cả chậu. Hoàn thiện chặt đi đấy. Điền đấy, cây điền. Điền. Đấy, mày này. Con này hạt đây nhỉ? Hạt. Lá đẹp. Cô kia triển vọng lắm. Đẹp đấy. Ok, được. Nhà thì đeo phòng mới biết. Trên quê này. Đẹp lắm. Đây này. Con đấy quay kỹ gì. Nhưng mà hạt chất không lùa được vào thì nó được thế, nhìn sơ sơ là đấy, cái thẹp thẹp rồi đấy. Hai người B giá một người B. Có con si này đẹp, một cách được, đẹp tốt. Chăn nuôi, cứ nuôi là có tiền. Đấy, xe kìa. Đây, số số của quầy chủ cây đây, nhé. Cùng thương. Ai thích thì alo số đấy. Hùng Hương. Quay nó đẹp lắm anh trời này. Đúng rồi, phải xuống vậy. Cây nó phải có không gian. Để nó dày quá nó khó. Đây ông này có cây dâm bụt đang hoa này. Ui đa dâm, ui dồi ôi vẻ đa dâm này. Đa dâm này hại thật lắm này. Mày ghép có ý đồ này. Đây đa này, đa cuốn được cái dâm bụt này. Đa dâm. Ồ, đa dâm. Đây này, xin phép xoay phát. Đa dâm này, xin chào này. Thôi không hỏi giá. Đa dâm này bác. Sản phẩm đấy bao nhiêu tiền bác? 2 triệu. Mua này về. Đấy, con trứng lên chi nó quá này. À có khói hương. À. Xe đạp điện đấy. Kinh đấy nhỉ. Con này thì chắc cao tiền. Bao nhiêu bác? Con khói hương thì bao nhiêu? 28 triệu. Đấy bác cứ đọc cái số của bác ấy. Quên mất rồi. 0942 455 590. Kinh chưa? Nó quá cắt giật đấy. Ừ. Đấy, Nam Điền nó vào như vậy đấy. Sinh quê nó không bao giờ ý ảnh được như này đâu. Sao cấu này, được, lấy cái này này làm ngọt. Đấy, lành lặn nhé. Lành lặn. Không xẹo xiếc gì cả. Đây có mấy đồ quần quại đấy. Nhìn dáng rất đẹp nhưng mà không lách vào được. Nó nhìn con hoa vậy nhỉ. Cái nghề kiếm được cho người nào thương cái dáng nghệ thuật và chơi chơi một chút này. Nhưng mà không vào được. Đấy cái cây si trong kia thì bao nhiêu á? Si nó 12 triệu. Còn cây xanh điền nhỏ nhỏ. Con này 30 rưỡi. Đấy, 30 rưỡi. Check thì alo sau kia nhé. Đấy. Úi giời, nhìn này. Thích không? Chất lượng này. Dạ, chất. Đẹp đấy. Con này cao rồi. Chắc khoảng 5-60 phân nhỉ? 60 phân. Hình như là được bày dưới cả cái buổi đấy. Đấy. Khói hương, nó khói hương này. Khói hương nó lên quấn 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 này. Đấy, rồi ok các bác. Hẹn gặp lại các bác ở phiên chợ tiếp theo nhé.